thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, ngày 23 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tư pháp, người chưa thành niên, dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi. Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự phiên họp Tại phiên thảo luận về dự thảo luật tư pháp, người chưa thành niên, nhiều đại biểu quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề xung quanh biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong đó có nội dung về thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Một số đại biểu quốc hội đề nghị cần sớm ban hành luật này nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp đủ nghiêm khắc nhưng cũng đảm bảo nhân văn với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, một số đại biểu quốc hội còn băn khoăn về tác động tâm lý của người chưa thành niên, một số đại biểu quốc hội cũng đề nghị cần cân nhắc một số quy định để đảm bảo các quyền của người chưa thành niên. Các đại biểu đề nghị tiếp tục giả soát kỹ các quy định cụ thể về hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên, đảm bảo thể chế hóa được yêu cầu, vừa bảo đảm tính săn đe phòng ngừa tội phạm, vừa đề cao tính nhân văn hướng thiện trong xử lý người chưa thành niên phạm tội. Nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung những quy trình thủ tục để bảo đảm các quyết định thừa nhận hành vi phạm tội được người chưa thành niên đưa ra một cách tự nguyện rõ ràng không bị ép buộc như được trợ giúp pháp lý được gặp luật sư để bảo chữa trước khi người chưa thành niên nhận tội cũng trong phiên họp sáng ngày 23 tháng 10, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Ngày 24 tháng 10, Quốc hội tiếp tục nghe về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, sự thảo luật công đoàn sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự án luật dữ liệu.